Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 4 tháng 10, rãnh áp thấp M có trục đi qua Bắc Bộ và do ảnh hưởng của rãnh áp thấp M có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần trên mực 5.000 m nên trong ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa từ 50 đến 100 mm trên 24 giờ, có nơi trên 120 mm trên 24 giờ. Và sáng nay Hà Nội tiếp tục đón mưa lớn trên diện rộng, mưa đã làm cho nền nhiệt giảm mạnh, mang lại cảm giác mát mẻ. Tuy nhiên khác hẳn với ngày hôm qua, chất lượng không khí sáng nay lại vẫn ở mức xấu và khiến thủ đô của chúng ta vẫn dẫn đầu thế giới vì chỉ số ô nhiễm. Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong sáng hôm nay chỉ số ô nhiễm từ các trạm quan trắc báo về vẫn ở mức cao. Hầu hết AQI đều trên 150, cảnh báo đỏ, mức không khí nguy hại. Còn theo chỉ số của Evisure uy tín cùng với Hà Nội, ở Việt Nam vẫn nằm trong top các thành phố ô nhiễm nhất, bao gồm có Lahore của Pakistan, Habun của Afghanistan, Jakarta Indonesia và Hàng Châu của Trung Quốc. Chất lượng không khí xấu không chỉ ở nội đô mà bao phủ trên diện rộng. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân của hiện tượng này là do khối không khí lạnh trên cao tràn về tạo nên lớp sương mù bao phủ bề mặt không khí. Việc xuất hiện sương mù đã khiến khối không khí ô nhiễm tích tụ ở tầng mặt không thể khuếch tán, chỉ lơ lửng gây ra chất lượng không khí duy trì ở mức xấu. Hiện tượng này sẽ dần được cải thiện nếu như sương mù tan đi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, hiện tượng sương mù sẽ còn tiếp diễn kéo theo không khí lạnh. Tuy nhiên, khi có mưa kết hợp như là sáng nay, thì trong những ngày tới, chất lượng không khí có thể sẽ được cải thiện đáng kể.